review một chiếc nhà 5 tầng vừa mới hoàn thiện xong hết tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho quý vị. Với cái căn nhà 5 tầng này thì vừa mới hoàn thiện xong hết chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay ngõ trước nhà 2,5 m cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 70 m. Với cái căn nhà này thông số nhà như sau: diện tích là 30 m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mặt tiền của ngôi nhà 3,9 m, chiều dài của ngôi nhà 7,7 m. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong xuôi. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá granite, cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với vị trí căn nhà này, đường ngõ thông thoáng, đi lại giao thông thuận tiện, gần với trục đường 70, gần với lại trục đường chính Trịnh Văn Bô kéo dài, gần với lại trường cao đẳng FPT Hà Nội, gần với lại trường Đại học Đông Á. Với cái căn nhà này, quý vị nào đang đi làm hiện tại ở khu vực huyện Hoài Đức hoặc đi làm ở khu vực quận Nam Từ Liêm kéo dài hoặc lên Cầu Giấy, Mỹ Đình thì căn nhà này sẽ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 7 km quay đầu lại, là quý vị có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà này rất chi là hợp lý. 5 tầng 30m, giá chào bán 2,9 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ngoài xin nhắc lại, nó nằm ở vị trí thuộc phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm quý vị nha. Với căn nhà 5 tầng, Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 1 của ngôi nhà. Thì phần tầng 1 vừa mới hoàn thiện xong hết toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, phần gạch lát nền cũng như là hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết. Với phần tầng 1, ngoài cái phần phòng khách thì ở đây còn một cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn, xinh xắn, đáp ứng đúng với những cái tiêu chí cho quý vị sử dụng. Với cái căn nhà 5 tầng, diện tích 30m tuy nhỏ ở trên sổ đỏ, tuy nhiên về cái công năng sử dụng, cái thiết kế, cái rất là chỉn chu cái công năng quý vị ạ. Với đây, toàn bộ cái hệ thống tủ bếp được thiết kế ở đây là tủ gỗ An Cường với cái phần hoàn thiện chủ yếu tông màu trắng đó. Xung quanh bếp, ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Tiếp theo, cái phần tủ bếp của ngôi nhà xong xuôi ở cái phần hoàn thiện ở đây, đó là phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều đã lắp đặt xong hết. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế rất là chỉn chu, kỹ lưỡng. Với cái tủ bếp này thì cái độ bền như ngoài tìm hiểu nó khoảng tầm 8 đến 12 năm quý vị nha, rất là bền. Cái phần tầng 1 ngoài ra phòng khách, phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh đáp ứng đúng cái công năng ở cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mỗi một cái căn nhà Ngọc Ánh thường xuyên quay gửi tới quý vị thì nó đều có công tơ điện, công tơ nước riêng biệt. Cái hệ thống nước bơm lên trên 5 tầng là có cái máy bơm nước tự động. Và phía dưới tầng 1 thì là đã có một cái bể ngầm 2 khối 8 cho tới 3 khối tùy từng chủ đầu tư mọi người nha. Tay vịn cầu thang thì từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Vị trí căn nhà đi lại rất là thuận tiện. Nếu như tính từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới cái trục đường 70 thì nó khoảng tầm 300-400 m mọi người ạ. Còn đâu thì nếu như từ vị trí căn nhà này mà quý vị muốn đi ra tới cái trục đường chính Trịnh Văn Bô thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 1 cây. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ alo ngay cho Ngọc Ánh, có nhân viên đưa mọi người đi xem nhà thực tế nha. Tiếp theo mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Với tầng 2 thì thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Với phòng ngủ này thì thiết kế rất là rộng, vuông vắn với cái thiết kế sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ thông thoáng, 2 lớp cửa rất là an toàn. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này hoàn thiện rất là chỉn chu và cẩn thận quý vị ạ. Đó, đi lại giao thông thực sự là rất là thuận tiện. Từ vị trí căn nhà này nếu như mà để mà nó đi ra tới bến xe Mỹ Đình thì nó khoảng tầm 7 km, ra tới trung tâm hội nghị quốc gia nó khoảng tầm 5 km thôi. Và với cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2 thì khá là rộng. Đây quý vị có thể nhìn thực tế, bồn cầu này, quạt hút mùi này, đó, vòi xịt, hệ thống sen tắm đây, lavabo bàn đá, nước, điện đầy đủ hết rồi quý vị nhá. Đây, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Cửa phòng ngủ đây thiết kế là cửa gỗ. Đây quý vị nhìn thực tế nhá. Đó. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review đúng cho quý vị như thế. Xấu thì bảo xấu, đẹp thì bảo đẹp. Căn nhà này thì hiện tại không bị lỗi bất kỳ một phong thủy nào.
mọi người theo em lên trên phía tầng 3, 4, 5 của ngôi nhà. Với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì nó thiết kế y hệt như tầng 2 quý vị ạ. Như vậy với căn nhà này thì thiết kế 3 phòng ngủ rộng rãi, mỗi một tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Căn nhà 5 tầng thì có 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Đó. Tất cả các phòng ngủ thì phòng nào cũng được trang trí hệ thống trần thạch cao, đèn led, cửa sổ thông thoáng, phòng nào cũng ngập tràn ánh sáng vào trong ngôi nhà. Đây là căn phòng ngủ, đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 quý vị nha. Rất là rộng, nó thiết kế cũng tương đương như cái tầng 2 vậy. Vì là tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế giống hệt nhau cho nên ngoài sẽ mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà nhé. Với tầng 5 của ngôi nhà, ở đây có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 5 thiết kế chỉn chu ra sao? Đây, mời mọi người theo em. Tầng 5 ở đây thiết kế là một phòng thờ quý vị nha. Phòng thờ ở phía tầng 5 và phần còn lại đó chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà đây quý vị ạ. Wow. Ra đây là không khí mát hẳn luôn, vị trí đi lại cực kỳ thuận tiện nha quý vị ơi. Nó rất là gần với lại trường đại học Đông Á này, cao đẳng FPT. Nói chung là nó sẽ phải mất một khoảng cách chứ nó không cạnh đấy đâu quý vị ạ. Nó sẽ rơi vào tầm 1 đến 2 cây. Nó tóm lại là xung quanh thì ngập tràn tiện ích về chợ trường phường trạm, con cái đi học cũng như là bố mẹ có đi làm thì nó thuận tiện. Thuận tiện ở đâu thì Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái căn nhà ở phường Xuân Phương này thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. 0983043403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.